em gặp phải một cái vấn đề là cái phần nọng cằm nó tích tụ rất là nhiều mỡ, và em rất là ngại khi mà chụp ảnh phải chụp góc nghiêng này, chụp từ dưới lên, hoặc là em phải cúi mặt xuống, bởi vì rất là tự ti bởi vì khuôn mặt của mình gặp phải cái tình trạng như thế. Nên là em cũng tìm hiểu một số cái phương pháp hoặc các cái liệu trình để có thể khắc phục cái điều này ở mình. Không chỉ Hà Bùi mà bất kỳ ai khi mà gặp phải một vấn đề như thế trên gương mặt của mình thì đều tìm cách khắc phục hoặc tìm các cái liệu trình để có thể xóa tan đi cái nọng cằm của mình. Thì Hà Bùi cũng vậy, cũng đã lên trên mạng này tìm hiểu rất nhiều các phương pháp, rồi đặt mua các thanh lăn về, nhưng mà thực sự là chưa thấy hiệu quả. Thật là may mắn khi mà Hà Bùi trở về quê thì có gặp một người chị bạn học cũ. Thì chị ấy có chia sẻ là cũng đã từng gặp phải tình trạng là nọng cằm như Hà, và chị ấy đã tới Jackson Beauty để khắc phục cái tình trạng này. Và khi mà gặp chị ấy thì gương mặt của chị ấy cực kỳ đẹp, nên là Hà Bùi đã chọn Jackson Beauty để thực hiện cái liệu trình này. Thấy rất là tự tin khi mà chụp ảnh ở các góc nghiêng như thế này, nọng cằm của mình không còn nữa và gương mặt của mình trở nên cân đối hơn, trông nhìn rất là sáng hơn, đúng không ạ? Cùng với đó là khi mà được các kỹ thuật viên chăm sóc da của mình thì bây giờ làn da của Hà thì cũng đều máu hơn này, bớt thâm bớt sạm đi rất nhiều. Cùng với đó là các cơn đau ở cổ vai gáy gần như biến mất luôn rồi, thật là kỳ diệu. Và có lẽ Jackson Beauty chính là ngôi nhà thứ hai mà Hà lựa chọn. Thực sự là xong một liệu trình như thế này thì Hà Bùi không nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn tới các chuyên viên này, cô viện trưởng và cả Jackson Beauty đã mang lại cho Hà Bùi một cái vẻ đẹp tự nhiên. Không chỉ là vẻ đẹp ở bên ngoài, một gương mặt cân đối, mà còn là vẻ đẹp ở bên trong, có một sức khỏe tốt, thân hình khỏe khoắn. Và Hà Bùi khuyên là đối với những bạn nào đang gặp phải các cái tình trạng giống như Hà thì mọi người có thể tham khảo liệu trình và tới Jackson Beauty để có thể được làm đẹp nhá. Một điều nữa mà Hà Bùi muốn chia sẻ tới mọi người đó chính là ngoài việc sử dụng cái liệu trình ở Jackson thì tại nhà chúng ta có thể sử dụng chiếc đai nâng mặt của Jackson luôn. Đây là một chiếc đai được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc. Khi mà chúng ta đeo tại nhà thì sẽ giúp cho gương mặt của chúng ta sẽ được cố định này, bớt nọng cằm và cân đối hơn. Hà Bùi đã sử dụng chiếc đai này được 2 tháng rồi và cực kỳ cảm thấy ưng ý, nên muốn recommend cho mọi người về chiếc đai nâng mặt này nhé.